trắng hay là vàng thì đều có hàng giả. Hãy cùng với Lali Beauty phân biệt thật giả phấn Catalin gel vàng nhé. Màu sắc của hàng chính hãng màu vàng nhạt, hàng giả thì vàng đậm hơn và độ bóng hơn so với hàng thật. Ở mặt sau hộp phấn, hàng chính hãng nét mảnh hơn, còn hàng giả thì nét đậm hơn. Đặc biệt, ở hàng giả có một cái tem trong và đánh mã số 01 hoặc 02. Nhưng ở hàng thật thì không có cái tem trong này. Đi ở bên trong hộp phấn, hàng chính hãng, hộp phấn có màu vàng đậm hơn, còn hàng giả thì màu vàng nhạt hơn. Kiểm tra mặt sau của hộp phấn, hàng chính hãng sẽ có ghi hạn sử dụng rất rõ ràng, còn hàng giả thì không có hạn sử dụng và tiếp tục dán cái tem trong mã màu ở đây. Màu tem của hàng chính hãng, màu tem vàng bóng, còn hàng giả thì màu vàng nghệ. Bông của hàng chính hãng, bông phấn hàng chính hãng to hơn và có màu trắng đục, còn hàng giả bông phấn nhỏ hơn và màu trắng tinh. Màu sắc phấn hàng chính hãng có màu tông giã tự nhiên, còn hàng giả thì nó nghiêng về màu vàng. Follow kênh La Lan Beauty để biết thêm nhiều kinh nghiệm chăm sóc da nhé.